Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi chiều ngày 28 tháng 7 năm 2022. Và bây giờ là 17 giờ 20 phút, tức là 5 giờ 20 phút chiều cô chú anh chị và các bạn. Lời nói đầu tiên, Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn được nhiều niềm vui, hạnh phúc và chúng ta có một ngày làm việc thành công, một đêm an lành. Trong video buổi chiều ngày hôm nay thì Tường Vũ Channel sẽ mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng đi dạo lang thang ở từ phố Nguyễn Huệ đi về bên đại lộ Lê Lợi, cập nhật tuyến metro Bến Thành Suối Tiên trong buổi chiều để chúng ta xem thử tiến độ mới nhất của tuyến metro cũng như là mặt bằng đường Lê Lợi như thế nào. Phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn là Ủy ban Nhân dân thành phố. Phố xá trung tâm Sài Gòn trong những ngày gần đây thì có rất là đông du khách nước ngoài đến để mà tham quan cũng như là đi du lịch. Tường Vũ Channel cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ cũng như là cổ vũ tinh thần đối với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất mong tiếp tục nhận được sự yêu mến của tất cả cô chú anh chị và các bạn ha. Đây buổi chiều có nhiều bạn đi chạy bộ nè các bạn, không? Phố đi bộ Nguyễn Huệ thì thường xuyên thu hút một lượng khách rất là đông đến vui chơi vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là buổi tối. Đây có những vị khách Tây người ta đang đi du lịch vòng quanh phố xá Sài Gòn. Phía bên tay trái màn hình của chúng ta là nhà hát thành phố. Ở đây người ta có bán kem này các bạn, kem 7 màu nè ha. Kem 7 màu. Trong cái video ngày hôm nay thì chủ yếu tôi muốn sẽ cập nhật hình ảnh buổi chiều hoàng hôn ở tại trung tâm Sài Gòn. Ở đây có những cái bình hoa rất là đẹp luôn nè, không? Đó các bạn, ngồi ngắm hoa một chút đi ha. Bây giờ là 17 giờ 20 phút. Trong cái video ngày hôm nay thì chủ yếu là mình đi vòng quanh phố xá trung tâm, cập nhật những hình ảnh về Sài Gòn, về trung tâm Sài Gòn. Đó, phía trước của chúng ta là nhà hát thành phố các bạn. Có các tuyến xe buýt người ta đậu đây để mà chở du khách đi vòng quanh ngắm Sài Gòn. Ở đây là ngã ba đường Lê Lợi với lại đường Nguyễn Huệ, cô chú anh chị và các bạn ha. Phía trước màn hình của chúng ta là công ty du lịch Sài Gòn Tourist, một trong những công ty du lịch nổi tiếng ở tại Sài Gòn song song với Viettravel.
Thời tiết bây giờ rất là mát cho nên mọi người đi vui chơi, đi ngắm phố xá trung tâm, đài sen phun nước này. Trước đây tại vị trí này là bùn binh cây liễu, hay còn gọi là bùn binh bùn kèn đó cô chú anh chị và các bạn. Khách sạn Red, khách sạn 5 sao. Vào mùa hè năm nay thì khách du lịch đến với Sài Gòn rất là đông luôn các bạn. Khách du lịch trong nước cũng như là khách du lịch quốc tế cũng đang đổ về Sài Gòn trong những tháng hè năm nay. À, đây là người ta đang đi dạo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, đi về bên công viên bến Bạch Đằng nè. Buổi tối thì cái đài sen phun nước này sẽ có những ánh đèn nó chiếu lên rất là đẹp luôn. Bây giờ còn sớm cho nên là người ta chưa có mở đèn đó cô chú anh chị và các bạn. Ở đây có nhiều bạn đang ngồi để chơi nè, thấy chưa? Đôi khi những hình ảnh này sẽ gửi đến cho những cô chú anh chị đã từng sống ở tại Sài Gòn cách đây trên 40 năm. Bây giờ nhìn lại phố xá trung tâm chúng ta thấy rất là khác biệt. Đôi khi không còn nhận ra nữa. Bây giờ mình sẽ di chuyển về bên đại lộ Lê Lợi ha, để cập nhật xuyên suốt đại lộ Lê Lợi từ ngã ba Nguyễn Huệ cho đến bùng binh Quách Thị Trang. Ở đây là khách sạn Red, khách sạn 5 sao các bạn. Khách sạn 5 sao đây, mình đi bộ qua đây ha. Ở đây buổi chiều người ta đạp xe đạp, người ta đi tập thể dục nè, mấy xe đẹp không? Đại lộ Lê Lợi cái đoạn từ ngã ba Nguyễn Huệ đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã hoàn thành 100%. Tuy nhiên thì cái đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Baxter thì hiện tại vẫn chưa có cho thông xe các bạn. Này giống như chúng ta đi du lịch ha. City tour đại lộ Lê Lợi. Đây là ga ngầm các bạn, cửa xuống ga ngầm. Công nhân người ta đang làm việc hết giờ, người ta ngồi, người ta nghỉ ngơi đó. Đây là những hình ảnh mới nhất mà được Tường Vũ Channel cập nhật. Bây giờ là 17 giờ
30 phút. Cảnh sát giao thông đang đi tuần tra trên đại lộ Lê Lợi kia các bạn. Chắc là bắt cái xe nào rồi hay sao đây. Hãy đang đậu ngay chỗ đó luôn các bạn ơi. Wow. Phía bên đây là kênh Bạch Đằng. Kênh Bạch Đằng rất lâu đời rồi nha cô chú chị và các bạn. Đây là ngã tư đường Lê Lợi và đường Pasteur. Đây là kênh Bạch Đằng. Rất là lâu đời, từ năm 1983 hả? Nổi tiếng lắm các bạn, ngon mà nổi tiếng đó. Giờ là giờ tan tầm, cho nên là dòng xe cộ đang trên đường Pasteur rất là đông luôn. Xe cộ nối đuôi nhau để đi trên cái tuyến đường Pasteur này các bạn. Đông lắm đó nha các bạn. Mình đi qua mình cập nhật cho mọi người xem mật độ xe cộ đang đứng đèn đỏ từ chỗ cái đoạn Lê Lợi đến đường Lê Thánh Tôn nè, kẹt xe luôn rồi. Thấy không? Đó, kẹt xe bên kia rồi các bạn. Xe chật kín luôn, xe chật kín luôn các bạn ơi. Không có lối để đi bộ qua luôn. Đấy, các bạn thấy không? Quá đông xe luôn. Đang chờ cái đèn đi qua mà không biết sao đi qua được. Xe đông quá không qua được rồi các bạn. Sài Gòn mà giờ tan tầm thì phải nói là lượng xe cộ đông nghịch luôn. Các tuyến phố trung tâm, đặc biệt là vào những cái buổi mà chiều mưa thì phải nói là lượng xe cộ đông nghẹt luôn các bạn. Chỗ đi qua luôn. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái tiến độ mà làm cái lề đường trên đại lộ Lê Lợi này cũng đang san lấp mặt bằng xong rồi các bạn. Người ta đang đổ đá dăm để mà lưu xuống cho nó phẳng, sau đó mới lát gạch lên trên nè. Thấy không? Đấy các bạn. Như vậy là trong một vài ngày nữa thôi thì lề đường đi bộ ở trên đường Lê Lợi này sẽ được hoàn thành. Khi đó thì chúng ta sẽ có một cái lối dành riêng cho người đi bộ. Tuyệt vời hơn, thấy không?
Như vậy có thể thấy rằng là tiến độ đẩy nhanh trên tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, đặc biệt là mặt tiền đường Lê Lợi này, dần dần cũng đang đi đến những cái bước cuối cùng rồi. Ở đây người ta đang bắt đầu sang lấp nè, lưu nè, bắt đường cống nước đó các bạn thấy không? Đó. Các cái ống nhựa màu vàng kia là để, màu cam kia là để bọc những cái sợi dây điện các bạn. Chạy dây điện ở dưới, phía dưới đó. Đây là chúng ta đang đi tới ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đại lộ Lê Lợi nha cô chú anh chị và các bạn. Trung tâm thương mại Takashimaya Sài Gòn Center. Các cái bồn hoa đây ngày nào ta cũng tưới nước các bạn. Nhìn chung hôm nay là đại lộ Lê Lợi rất là đẹp cô chú chị và các bạn. Theo như mình cập nhật trực tiếp ở trên đoạn đường này, bây giờ chúng ta chỉ chờ cái đoạn từ ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Bùng Binh Quách Thị Trang xong nữa là phải nói đại lộ Lê Lợi này đẹp cực kỳ luôn. Buổi tối ở đây đi vào thì quá đẹp. Đây thấy có thùng rác màu xanh để nữa không? Đó. Phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn là ngã tư đại lộ Lê Lợi và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày xưa tên cũ là đường Công Lý đó cô chú anh chị và các bạn. À, bây giờ mình sẽ qua cái đoạn bên kia luôn nha. Giờ đang tầm xe hơi mà đậu tới giữa đường luôn thấy các bạn. Không qua nổi đèn đỏ mà tại vì lượng xe nó quá đông. Lượng xe nó quá nhiều. Du lịch hôm nay người ta đi dạo ở đây cũng rất là đông luôn đó các bạn. Trung tâm thương mại lớn và sang bậc nhất tại Sài Gòn này cô chú anh chị và các bạn thấy không? Đó.
trước màn hình của chúng ta thấy là đoạn này cũng đã đang tiến hành để mà làm, cũng gần xong rồi. Chúng ta sẽ di chuyển theo cái đoạn này để mà cập nhật hình ảnh mới nhất cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Người ta đã làm xong cái bồn trồng hoa ở giữa rồi, giờ chờ sang lắp mặt bằng rồi trải thảm nhựa đường, sau đó đổ đất vô các cái bồn hoa và lên kế hoạch trồng thôi. Đoạn này thì dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 2 tháng 9 năm 2022. Đoạn này người ta đang đổ đá dăm, làm luôn cái lề đường cho người đi bộ nè. Thấy các bạn thấy không? Đây có các cái hố ga nè, hố ga thoát nước đó. Bây giờ buổi chiều rồi cho nên là công nhân người ta không còn làm việc. Ở đây thấy có nhiều cái mặt bằng người ta cho thuê, cho thuê mặt bằng các bạn. Hy vọng đại lộ Lê Lợi này sớm hoàn thành để mang lại một cái bộ mặt sang trọng và đẹp, thu hút khách du lịch cũng như là khách quốc tế đến với trung tâm Sài Gòn. Trong cái video clip này là Từ Vũ Channel đã cập nhật toàn cảnh ở tại tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, đoạn trên đại lộ Lê Lợi các bạn ha. Nói chung thì với cái tiến độ này thì cũng nhanh thôi cô chú anh chị và các bạn. Đây người ta đang làm các cái hố ga nè, hố ga để thoát nước đó. Giờ này buổi tối cũng bây giờ là gần 6 giờ chiều rồi, còn một chiếc xe lưu đang làm việc.
đây là cái góc nhìn mà từ trước cổng chợ Bến Thành về hướng của ngã ba Nguyễn Huệ với đại lộ Lê Lợi, cô chú anh chị và các bạn. Như vậy là hành lang cho người đi bộ trên đại lộ Lê Lợi cũng đang tiến hành để mà san lấp mặt bằng rồi lát gạch lại các bạn. Phía trước màn hình của chúng ta là cửa đông của chợ Bến Thành trên đường Phan Bội Châu. Xe lưu các bạn, xe lưu đang lưu mặt bằng nè. Chúng ta đang đứng ở phía trước của chợ Bến Thành. Đây là hình ảnh bùm binh Quách Thị Trang. Ngày hôm nay thì rào chắn kín quá cho nên chúng ta cũng không biết cái hướng nào để mà cập nhật hình ảnh bên trong bùm binh Quách Thị Trang để gửi đến quý vị và các bạn. Và như vậy những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.